Tịnh xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Minh Tịnh sẽ chia sẻ về cái luân xa tiếp theo, đó là cái luân xa năm. Luân xa năm của chúng ta nó nằm ở cái vị trí là đối diện ngay cái yết hầu của chúng ta, nó chiếu ra ở sau lưng này, ngay nằm trên cột sống, và đối diện yết hầu nó nằm ở giữa hai vai này, kéo một cái đường thẳng qua thì nó là nằm chính giữa cột sống của chúng ta đó. Về mặt vật lý thì luân xa năm nó cai quản những bộ phận nằm trong hệ hô hấp và da của chúng ta. Còn về mặt năng lượng thì nó tác động ảnh hưởng tới cái khả năng giao tiếp, khả năng ăn nói, khả năng thể hiện cảm xúc và thể hiện suy nghĩ của bản thân qua lời nói. Và để chữa lành luân xa năm cũng như tất cả những cái luân xa khác thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết được cái dấu hiệu của cái việc là bị bế tắc cái luân xa năm của chúng ta. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân tại sao nó lại bị tắc nghẽn, tại sao nó lại bị tổn thương. Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành đến cái bước là chữa lành cho nó. Vậy thì đầu tiên những cái biểu hiện của cái việc là bị tắc nghẽn hoặc là bị tổn thương cái luân xa năm của chúng ta đó là gì? Sẽ có một số cái biểu hiện chính như là chúng ta không biết cách giao tiếp, hoặc là chúng ta thích kiểm soát người khác bằng lời nói. Chúng ta không nói lên được cảm xúc và suy nghĩ của mình, hoặc là chúng ta sẽ nói rất nhiều, dành hết phần nói của người khác và không có biết cách lắng nghe. Chúng ta không có chính kiến hoặc là bảo thủ, chỉ tin vào cái quan điểm của mình. Chúng ta ít nói hoặc là nói quá nhiều, hoặc là chúng ta nhẹ dạ cả tin. Chúng ta hay bị những cái bệnh về hệ hô hấp như là sổ mũi hay là những cái bệnh về viêm xoang, hoặc là chúng ta thường xuyên nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Chúng ta không dám nói lên sự thật hoặc là thường xuyên nói dối. Chúng ta có xu hướng làm hài lòng người khác hoặc là có xu hướng nói cho đã và không quan tâm tới suy nghĩ hoặc là cảm xúc của người khác. Hay đơn giản là việc nói lý nhí hoặc nói quá to. Chúng ta sợ làm phiền người khác, sợ giao tiếp, hoặc là có những người thì không thể ở một mình được, luôn luôn muốn có người, luôn luôn muốn gặp gỡ người khác để nói chuyện. Vừa rồi thì Minh Tịnh mới liệt kê một số cái biểu hiện của cái việc là luân xa năm của chúng ta bị tổn thương hoặc là tắc nghẽn. Thì bạn đếm xem thử bạn có bao nhiêu biểu hiện trong những cái biểu hiện mà Minh Tịnh vừa liệt kê nha. Nếu như chúng ta bị nhiều những cái biểu hiện mà Minh Tịnh vừa liệt kê thì chứng tỏ cái luân xa năm của bạn nó đang bị tắc rất là nhiều. Còn nếu như mà nó chỉ bị một hai cái thôi thì xin chúc mừng, bởi vì cái luân xa của bạn nó còn hoạt động rất là tốt và cái việc chữa lành cho nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Tuy nhiên có một điểm Minh Tịnh muốn nhấn mạnh ở đây là tất cả 7 luân xa của hầu như tất cả mọi người thì đều đã và đang bị tắc, tổn thương. Cho nên là chúng ta cũng không nên tự ti khi thấy rằng là mình bị dính quá nhiều cái biểu hiện về cái việc tắc nghẽn nha. Minh Tịnh quan sát thì thấy rằng hầu như tất cả mọi người đều bị tắc nghẽn khá là nặng và không có trừ ai ra hết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân gây ra những cái sự tắc nghẽn và tổn thương cái luân xa năm của chúng ta nha. Đầu tiên là lúc nhỏ chúng ta không được bày tỏ cái quan điểm của mình, và chúng ta thường nghe những cái câu như là con nít thì không có được nói leo, hoặc là con nít thì không có được nói chuyện của người lớn. Cái thứ hai là chúng ta không được đưa ra quyết định, ví dụ như quyết định đi ăn ở đâu, hoặc đi chơi ở đâu, hoặc là mặc cái gì, hoặc là để kiểu tóc nào, thì tất cả những cái đó khi chúng ta còn nhỏ thì đều được cha mẹ của chúng ta quyết định hết, và chúng ta không có được quyết định. Thì cha mẹ cho chúng ta mặc cái đồ này thì mặc dù chúng ta không thích mặc nhưng mà chúng ta vẫn phải mặc. Thì cái việc mà không được đưa ra quyết định đó của chúng ta thì cũng dẫn tới cái việc luân xa năm của chúng ta nó bị bế tắc. Cái thứ ba là chúng ta bị chỉ trích khi nói sai. Cái thứ tư là được cha mẹ và người lớn dạy là phải thật thà, nhưng chúng ta lại phải chứng kiến cái cảnh họ nói dối với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với đối tác của họ. Cái thứ năm đó là chúng ta bị la mắng khi làm phiền ba mẹ, khi muốn chơi với ba mẹ, khi mà ba mẹ đang bận. Chính cái điều này thì nó tạo ra cái tổn thương là chúng ta sợ làm phiền người khác. Cái thứ sáu là những cái bạn nào mà bị áp đặt phải nghe theo lời của ba mẹ thì sẽ có xu hướng thích áp đặt người khác, thích thao túng người khác bằng lời nói của mình. Cái thứ bảy đó là nếu như chúng ta là những người hướng nội, chúng ta ít nói hoặc là chúng ta không muốn nói chuyện với mọi người thì chúng ta bị chê là không biết nói chuyện. Cái thứ tám đó là cái thói quen mà nói những lời chê bai hay là nói những lời cay nghiệt đối với người khác của chúng ta đó, nó xuất phát từ cái việc là thuở nhỏ chúng ta bị nói những lời cay nghiệt, chúng ta bị chê bai, chúng ta bị xúc phạm. Cái thứ chín là chúng ta bị bạn bè bo xì hoặc là không chơi nữa khi mà chúng ta nói ra sự thật,
thì cái điều đó nó hình thành nên cái thói quen là thích nói dối của chúng ta. Cái thứ 10 đó là nói mà không ai lắng nghe, thì sẽ có xu hướng là sau này chúng ta sẽ nói rất là to hoặc là sẽ nói rất là nhỏ. Đó là 10 cái biểu hiện mà Minh Tịnh thấy là thường xuyên bị gặp phải đối với lại người Việt Nam của chúng ta. Còn những cái biểu hiện khác nữa, rất là nhiều biểu hiện khác nữa, nhưng mà tạm thời chúng ta chỉ cần biết về 10 cái biểu hiện đó là đủ. Và chúng ta đi giải quyết những cái tổn thương liên quan tới những biểu hiện mà Minh Tịnh vừa liệt kê, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình chữa lành. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái bước là chữa lành nha. Đầu tiên, để chữa lành thì nếu như bạn là người mà cảm thấy mình đang là người nói nhiều á, thì nên dành thời gian, một cái khoảng thời gian im lặng trong một ngày. Một ngày thì nên dành ra khoảng vài tiếng đồng hồ là chúng ta im lặng hoàn toàn. Chúng ta tịnh khẩu, không có nói chuyện với ai hết, không giao tiếp với ai hết, cũng không có lướt Facebook, Zalo hay là TikTok gì luôn. Mục đích là để chúng ta cân bằng lại những cái năng lượng của chúng ta đã phát ra ngoài quá nhiều thông qua cái việc nói quá nhiều ra bên ngoài. Giống như bên thiền Vipassana đó, thì người ta cho là tịnh khẩu 10 ngày không giao tiếp với bất kỳ hình thức nào luôn, là 10 ngày không hề nói giao tiếp với bất kỳ ai luôn. Thì nếu mà chúng ta không đi thiền Vipassana được thì cứ ở nhà và mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian khoảng vài tiếng đồng hồ sẽ không có nói chuyện với ai hết. Chúng ta có thể đi dạo, chúng ta có thể ngồi ngắm hoa ngắm cảnh hoặc là ngồi thiền định, thì những cái việc đó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Còn đối với những bạn mà hiện tại đang nói ít, nói quá ít đó nha, thì các bạn có thể tập nói lên quan điểm và cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái chính kiến của mình bằng cái cách là, một là chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè để chúng ta cùng trao đổi, cùng trò chuyện và nói lên những cái cảm xúc, nói lên những cái tâm tư của mình. Hai là nếu như bạn ngại và chưa có mạnh dạn được thì có thể là viết nhật ký, viết ra những cái cảm xúc của mình trong ngày, viết ra những suy nghĩ của mình trong ngày. Hoặc là có thể đứng trước gương và trò chuyện với chính mình, nhìn vào bản thân mình và tự giao tiếp với chính mình luôn. Thì những cái điều như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta từ từ bắt đầu mạnh dạn hơn và bắt đầu bỏ đi được những cái tật tự ti và thấu hiểu được cảm xúc của bên trong của mình. Thì từ đó chúng ta sẽ tự tin trong cái việc giao tiếp hơn và chữa lành được những cái tổn thương liên quan tới cái việc mà chúng ta đang ít nói như hiện nay. Cái thứ hai để chữa lành thì chúng ta nên bắt đầu khen ngợi chính bản thân mình. Chúng ta có thể khen bản thân mình là người ăn nói có duyên, khen bản thân mình có đôi mắt thật đẹp, có cái mũi thật xinh xắn, hoặc là chúng ta khen ngợi bản thân mình ở tất cả mọi cái bộ phận trên cơ thể, hoặc là khen tất cả những cái tài năng của chúng ta đang có được. Chúng ta có thể cảm thấy rất là tự ti khi mà làm cái hành động là khen ngợi bản thân mình, bởi vì cái việc làm này nó hơi lạ lẫm với chúng ta. Chúng ta không có thói quen là tự khen ngợi bản thân mình, nên khi chúng ta khen ngợi bản thân mình đầu tiên thì nó sẽ hơi ngại ngại, nó sẽ hơi tự ti. Nhưng mà không sao cả, chúng ta là người độc nhất vô nhị trong cái vũ trụ này. Trong vũ trụ này chỉ có một mình bạn là người duy nhất, và không có ai khác trên đời này giống bạn cả. Nên là bạn xứng đáng được khen ngợi, bạn xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được chữa lành. Cái việc khen ngợi này nó khác với lại cái việc mà chúng ta kiêu ngạo nha. Khi chúng ta kiêu ngạo nghĩa là chúng ta đề cao bản thân mình lên và không chịu lắng nghe người khác, không thèm tôn trọng người khác, không thèm giao tiếp với người khác. Còn khi chúng ta khen ngợi bản thân mình nghĩa là chúng ta đang động viên bản thân mình, chúng ta đang yêu thương bản thân mình thôi, chứ không liên quan gì tới việc kiêu ngạo hết. Nếu chúng ta khen ngợi mà với cái tâm mà chúng ta kiêu ngạo vì chúng ta hơn người á, thì cái đó là sai nha. Chúng ta chỉ khen ngợi bản thân mình với cái tâm là chúng ta động viên bản thân mình, chúng ta trân trọng mình, chúng ta yêu thương mình và muốn cho bản thân mình trở thành một người có giá trị, muốn cho bản thân mình trở thành một người hạnh phúc, chứ không phải là nâng bản thân mình lên và rồi không thèm quan tâm tới bất kỳ ai khác nha. Cái thứ ba là vì luân xa năm của chúng ta nó cai quản cái da và hệ hô hấp, cho nên là chúng ta hãy thường xuyên âu yếm vuốt ve chính bản thân mình. Nếu như chúng ta có bạn đời thì càng tốt, chúng ta có thể âu yếm và vuốt ve cùng với người bạn đời của mình để cái cơ thể của chúng ta nó cảm giác được trân trọng, được yêu thương. Rồi chúng ta hãy thường xuyên hít thở thật sâu. Chúng ta hít thở đúng là chúng ta phải đưa không khí xuống dưới bụng, xuống dưới cái chỗ mà rốn của chúng ta đó, chứ không nên hít vào ngay ngực đây và đưa ra nha. Cái việc hít thở nông như vậy á, nó không tốt cho cơ thể và nó cũng không có đưa năng lượng vào trong cơ thể của chúng ta được nhiều. Cái thứ tư là chúng ta hãy để ý tới lời nói của mình.
chúng ta hãy bắt đầu ngưng nói những cái lời mà làm tổn thương người khác, ngưng nói dối và chỉ nói ra những cái lời nào mà chúng ta cảm nhận bằng con tim của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên nói những lời động viên, khen ngợi người khác một cách chân thành. Khi mà cái luân xa 2, luân xa 3 và luân xa 4 của chúng ta nó được chữa lành đó, thì khi đó chúng ta sẽ thấy mọi người đều có những cái điểm dễ mến, đáng yêu và những cái điểm tốt đẹp trong họ cả. Và khi chúng ta nhìn họ với cái tâm yêu thương, với cái tâm chân thành, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Và khi cảm nhận được điều đó rồi thì chúng ta nên nói ra cho họ nghe, để họ cũng được chữa lành giống như chúng ta. Khi chúng ta giúp cho người khác chữa lành thì bản thân của chúng ta cũng sẽ được chữa lành thêm nhiều nữa. Cái thứ năm là nhận năng lượng chữa lành từ minh tịnh để giải phóng những cái tổn thương và chữa lành cái luân xa 5. Thì cũng giống như những cái luân xa trước thì các bạn hãy ngồi thẳng cái lưng của mình và đặt tay lên tim của chúng ta. Nếu như có những cái ý niệm, những cái tổn thương hay là những cái nỗi đau khổ khởi lên trong tâm của chúng ta khi mà minh tịnh truyền năng lượng cho mọi người á, hoặc là sau khi minh tịnh truyền cho mọi người nó khởi lên những cái điều đó, thì cứ đặt tay lên tim và tâm mình niệm là tha thứ. Tôi tha thứ cho những cái sự việc làm cho tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho những người làm cho tôi tổn thương. Và khi mà minh tịnh truyền năng lượng chữa lành á, thì cái vị trí luân xa 5 á, cái vị trí luân xa 5 ở đây, nó có thể nó sẽ nhột nhột và nó nóng lên, hoặc nó hơi nặng nặng, hoặc là hơi nhức nhức. Thì tất cả những biểu hiện đó là cái biểu hiện đó là luân xa của chúng ta nó đã tái khởi động lại, nó đang quay trở lại, hoạt động trở lại. Nên là nó có những biểu hiện đó thôi, nó không có sao đâu nha. Rồi bây giờ bạn hãy chuẩn bị tư thế thoải mái và ngồi thẳng lưng nha. Minh Tịnh sẽ bắt đầu truyền năng lượng cho mọi người. Bắt đầu. Thank you.
Rồi, Minh Tịnh vừa truyền năng lượng chữa lành luân xa năm cho mọi người rồi đó. Và để chữa lành luân xa năm nó hiệu quả thì các bạn nên dành thời gian để chữa lành triệt để luân xa 2, luân xa 3 và luân xa 4. Khi ba luân xa đó nó được cân bằng và nó được chữa lành rồi thì cái luân xa 5 của chúng ta nó chữa lành nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì cái luân xa 5 nó liên quan rất mật thiết tới cái ba cái luân xa đó. Và khi ba cái luân xa đó còn nhiều tổn thương, còn nhiều bế tắc chưa được chữa lành thì luân xa 5 nó cũng sẽ rất là khó để có thể được chữa lành nha. Và điều tiếp theo là các bạn chú ý là không có nên là ham chữa lành. Bởi vì chúng ta khi chúng ta ham chữa lành thì đó cũng là cái tâm tham. Mà cái tâm tham là cũng là cái tâm không tốt. Khi chúng ta ham chữa lành một ngày chúng ta chữa quá nhiều cái luân xa. Ví dụ như Minh Tịnh làm xong video cho 6 cái luân xa. Và một ngày các bạn ngồi chữa cả 6 cái luân xa trong khi cái sức của các bạn chỉ có thể trị được 3 luân xa thôi. Thì nó sẽ bị quá tải và nó sẽ làm các bạn bị mệt. Khi chúng ta chữa lành tổn thương của luân xa nào á thì cái tổn thương của cái luân xa đó nó sẽ trồi lên, những cái ký ức, những cái tổn thương trong quá khứ nó sẽ ùa về, nó sẽ trồi lên. Và nếu chúng ta chữa lành nhiều luân xa quá trong một ngày á thì khi nó trồi về chúng ta sẽ không xử lý hết, giống như là nó có quá nhiều công việc để chúng ta xử lý đó, và khi đó chúng ta sẽ bị stress hoặc là chúng ta sẽ bị rất là mệt. Nên là chúng ta cảm nhận bên trong mình, hôm nay chúng ta có sức khỏe, chúng ta tích cực thì chúng ta có thể chữa lành được khoảng 3 cái luân xa chẳng hạn. Rồi ngày mai chúng ta mệt hơn một chút thì chúng ta có thể chữa lành một hoặc là hai cái luân xa thôi. Chữa lành được bao nhiêu thì nên tùy vào sức lực của mình chứ không có nên cố quá nha. Cố quá là quá cố đó. Rồi bây giờ có bài tập cho mọi người đây. Sau khi đã được Minh Tịnh truyền năng lượng để chữa lành cái luân xa năm rồi thì bây giờ mọi người hãy thử nói lên cái cảm xúc của mình xem thử nó có khác không nha. Mọi người comment vào phía dưới, bình luận vào phía dưới cái video này, cái cảm xúc của bạn, cái suy nghĩ của bạn, cái cảm nhận của bạn về cái video này, về những kiến thức trong này, về cái cảm nhận khi mà được Minh Tịnh truyền năng lượng để chữa lành. Và sau đó thì bấm nút chia sẻ để chia sẻ video này cho nhiều người hơn để mọi người cùng được chữa lành. Thì cái điều đó nó tạo ra phúc đức cho bạn. Và khi bạn có phúc đức về cái việc giúp người khác chữa lành rồi đó thì cái khả năng mà bạn được chữa lành nó cũng sẽ cao hơn. Bạn cũng sẽ được các đấng gia trì cho cái việc chữa lành nó được tốt hơn. Đối với những bạn mới hoặc là những bạn quên đăng ký kênh YouTube á, thì có thể nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông thông báo để video tiếp theo của Minh Tịnh ra mắt thì các bạn có thể nhận được thông báo để xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.